Ma Dương có thể lên trở lại. Vấn: trong một số tiền thân của Ngài, Sư Phụ đã có bao giờ nhốt Ma Dương hay quỷ vào địa ngục như Ngài đã làm gần đây không ạ? Sư Phụ: có, trước đây. Trước đây, nhưng một thời gian ngắn, chỉ như 1.000 năm, và họ có thể trỗi dậy trở lại. Bởi vì con người không thay đổi, và nếu năng lượng phủ định tăng lên đủ mạnh, thì họ đi lên. Lực đó thu hút họ, kéo họ lên, và để cho công bằng. Không thể nhốt họ mãi mãi nếu mọi người khác làm điều xấu, làm những điều tương tự mà được tự do và phước lành. Trong vũ trụ bóng này, mọi điều cần phải được duy trì như vậy, công bằng, tối thiểu công bằng và hợp lý. Ma Dương chỉ muốn cai trị. Vấn: tại sao Ma Dương không phải là người tu hành? Sư phụ: y không phải là người tu hành, y không muốn. Anh hỏi hàng ngàn, hàng triệu người ngoài kia tại sao họ không muốn làm người tu hành. Cho dù tôi có đi khắp nơi thuyết pháp cho hàng ngàn người, đâu phải ai cũng muốn trở thành người tu hành, huống chi là Ma Dương. Y có lực lượng, có thể tạo ra nhiều thứ, có thể tạo ra chúng sinh. Y thích cai trị. Ma Dương cũng có lực lượng như Phật, nếu quý vị muốn biết. Chỉ là y thiếu tình thương, thiếu lòng từ bi. Phật có lòng từ bi, tình thương và lực lượng. Ma Dương chỉ có lực lượng nên y không hiểu đau khổ của loài người, hoặc của tôi và quý vị, hoặc loài vật. Y chỉ ngắm nhìn, sáng tạo của y cấu xé lẫn nhau, và y không bận tâm. Tâm y không có tình thương, đó là lý do. Thành ra nếu chúng ta tu tập bất cứ pháp thiền nào, trước tiên phải tu dưỡng lòng từ bi. Bằng cách trì giới. Tối thiểu là trì giới, không sát sinh, không làm hại, không nói dối, hiểu không? Đôi khi nói dối cũng làm tổn thương người khác. Giới luật là để giữ quý vị xử sự đúng đắn, để quý vị không làm hại, và không rơi vào con đường của Ma Dương. Vì Ma Dương không quan tâm đến cảm xúc của người khác, y có quá nhiều lực lượng, muốn gì có nấy, bất cứ lúc nào. Y thích cai trị với bàn tay sắt, cho nên bất cứ ai làm gì sai, và nhân danh sự phán xét, nhân danh luật pháp, y đưa họ vào địa ngục. Thậm chí người tu hành không hiểu, suy nghĩ nhầm lẫn rằng họ là thánh, hoặc chỉ bởi ngã chấp hay gì đó, họ vẫn đọa địa ngục. Đức Phật nói vậy, đọa địa ngục vô gián. Thành ra Đức Phật nài nỉ tất cả đệ tử của Ngài và chư Bồ Tát, xin hãy trong thời mạt pháp, nghĩa là khi Ngài không còn tại thế nữa, và pháp mạch đã phai nhạt, và không còn mạnh mẽ như khi Ngài còn tại thế, hoặc khi Ngài vừa nhập diệt. Khi Đức Phật nhập diệt, pháp mạch vẫn còn đó. Bởi vì Ngài vẫn có A Nan, Ngài vẫn có con trai, La Hầu La. Người cũng đã trở thành một trong những người kế vị. Ngài có Văn Thù Bồ Tát. Ngài có những đệ tử khác, Mục Kiền Liên, vân vân. Tất cả họ thay phiên làm người kế vị suốt mấy trăm năm. Pháp mạch vẫn còn nguyên vẹn và còn thuần khiết. Nhưng sau khi những đại đệ tử này cũng nhập diệt thì không còn gì nữa. Đó là thời mạt pháp đối với đời của Đức Phật hoặc với giáo lý Phật. Đó là thời mà Ngài gọi là thời mạt pháp. Do đó Đức Phật lo lắng rằng người tu hành có thể rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Thành ra Ngài cứ nói thật lâu, thật chi tiết, thật kiên nhẫn rằng xin hãy chăm sóc cho họ, để tất cả đệ tử còn sống của Ngài hiểu và cố gắng hết sức để chăm sóc các thế hệ người tu hành trong tương lai. À, anh nói đúng, ước chi Ma Dương thành người tu hành. Y không quan tâm, vì y không có ý định giúp bất cứ chúng sinh nào khác khi y tu tập. Đó là lý do. Y tu tập chỉ để có lực lượng hầu sáng tạo và cai trị những sáng tạo của y. Đó là ý định. Quý vị có ý định gì thì sẽ được điều đó. Quý vị thiền vì quý vị cảm thấy thương xót chính mình, rằng quý vị đã bị gạt nhiều kiếp hoặc ngay kiếp này. Quý vị muốn cải thiện mình và muốn thăng tiến. Hơn nữa, nhân tiện quý vị có thể gia trì cho các thế hệ của mình, cho các thế hệ khác, hoặc giúp đỡ tha nhân quảng bá chân lý.
bất cứ gì, vì mục tiêu cao thượng, ý định cao thượng. Nhưng ma không bao giờ có loại ý định này. Ma chỉ thấy chán với thiên đàng. Y chán làm thuộc hạ của Thượng Đế tối cao hoặc của Đức Phật. Y nổi loạn. Y muốn là sếp của chính mình, cai trị bất cứ gì y tạo ra hoặc mượn. Đây là một loại tham vọng, nên người tu hành cũng có thể tham vọng như thế. Và đây thật sự là điều đáng buồn. Vấn: Thưa sư phụ, con cảm thấy nếu ma có tình thương và lòng từ bi, thì y thực sự có nhiều lực lượng hơn. Vì càng có nhiều tình thương và lòng từ bi, thì càng có nhiều sự hỗ trợ từ các cõi cao hơn, có nhiều lực lượng hơn. Ý là con cảm thấy y không khôn ngoan khi không chịu tu hành. Sư phụ: Tôi biết không khôn ngoan, thật không hợp lý, bởi vì nếu y không đủ thông minh, ma không nghĩ như vậy. Giống như ai đó rất ham hở muốn trở thành giàu có hoặc nổi tiếng bằng mọi giá. Quý vị đến bảo họ: Sư phụ tôi nói quý vị giàu có, hoặc Chúa Giêsu nói tài sản. Trên thế gian này không là gì cả, tốt hơn là đặt tài sản của quý vị trên thiên đàng. Họ sẽ nói: Ra khỏi nhà tôi ngay. Hiểu ý tôi nói không? Ma chỉ là một trong các chúng sinh chưa phát triển khía cạnh này của tình thương. Y chỉ phát triển một khía cạnh lực lượng một chiều. Vấn: Con cũng có một số câu hỏi về Ma Dương. Trong quyển sách do Minh Sư Kabir Anarasaga viết, Ngài nói Ma Dương là con của một Minh Sư đẳng cấp cao, giáo chủ của cảnh giới thứ năm. Sư phụ: Phải, phải. Vấn: Nên con chỉ tự hỏi làm sao ma lại trở thành người xấu như vậy, sinh ra từ một người tốt. Sư phụ: Vì y đến từ tình thương, và y không có những cạm bẫy và mánh khóe như con người ở đây trên thế gian. Bởi vì y đã ở thiên đàng với mọi hỷ lạc. Tôi nói rồi, ma chán ở thiên đàng. Y chán làm thuộc hạ, chán làm người tốt, chán phải sống trong luật lệ. Y thích tự cai trị, y thích làm vua, giống như một lãnh tụ cách mạng nào đó, biết không? Người đó không thích chính phủ, anh thắc mắc làm gì? Cảnh giới thứ năm cũng là bên trong, thế giới bóng. Thành ra tôi sẽ đưa quý vị ra ngoài, bên ngoài. Bên ngoài cảnh giới thứ năm, nhưng nếu đến được cảnh giới thứ năm, quý vị đã tốt rồi. Nếu quý vị tốt, thì quý vị ở cảnh giới thứ năm. Quý vị đi đến đó. Nguồn gốc của Ma Dương. Vâng, về tình trạng ở thế giới này, con muốn hỏi là liệu vua ảo tưởng bằng cách nào đó cũng có thể được giải thoát không? Sư phụ: Ma Dương, vua ảo tưởng, ông ta nghĩ ông ta được giải thoát rồi. Không ai làm gì ông ta cả. Vậy bây giờ anh muốn gì? Muốn cứu ông ta hả? Cứu việc, tôi không thích ông ta. Vâng, nhưng con nghĩ vấn đề là nếu ông ta còn ở thế giới này, guồng máy mà chúng ta không thích đó vẫn còn. Sư phụ: Phải, nhưng chúng ta cũng là một phần trong đó. Ông ta hiện hữu từ lâu rồi. Ông ta không có gì sai cả. Có điều ông ta tạo ra tất cả những thứ này, nhưng ông ta không thật sự làm gì cả. Thành ra thậm chí không thể kết tội ông ta được. Chẳng hạn ông ta tạo ra con cọp và tạo ra thỏ, rồi để con cọp bên cạnh con thỏ. Ông ta không làm gì cả. Anh có thấy ông ta giết con thỏ không? Không, ông không giết, con cọp giết. Ông ta cũng có phước báo, mình không thể giết ông ta như vậy được. Không thể giải thoát ông ta như vậy. Vì ông ta cũng đã tu hành lâu năm, hàn ức niên kỷ, mới có lực lượng này. Nhưng ông ta tu với mục đích sai lầm. Ông ta có lực lượng, nhưng không có tình thương. Lý do là vậy. Ông ta thích sáng tạo, nhưng là một kẻ sáng tạo vô trách nhiệm. Nhưng anh không thể trách ông ta được. Vấn đề là vậy. Tôi có thể buộc tội ông ta, nhưng không có chứng cứ. Ông chỉ tạo ra con cọp cho vui, rồi tạo ra thỏ cũng chỉ cho vui thôi. Tạo ra cọp và thỏ thì có hại gì đâu. Vấn đề là chú thỏ chạy tới gần chú cọp, nên mới xảy ra chuyện. Làm sao ai có thể trách Ma Dương được?
Ông ta có làm gì đâu. Chỉ tạo ra cái này, cái kia thôi, hiểu không? Giống như nhà sản xuất rượu, ông ta chỉ sản xuất rượu thôi, đâu có dí súng bắt quý vị phải mua. Thành ra mình cũng không nói gì được cả. Ông ta có giấy phép, Mai Dương cũng có giấy phép. Vì ông ta đã tu hành lâu rồi, lâu hơn anh nhiều. Anh không làm gì được ông ta. Có thể tranh luận với ông ta, thương lượng, hạn chế thiệt hại, nhưng không thể giải thoát ông ta được đâu. Ý anh là sao? Cho ông ta lên thiên đàng à? Ông ta đã ở đó rồi. Cho ông ta vào địa ngục, ông ta cũng ở đó rồi. Nhưng ông ta là giáo chủ của địa ngục, ông ta đâu có sợ địa ngục. Bây giờ anh biết rồi. Dấn, có cách nào thương lượng để guồng máy của ông ta cải thiện một chút không? Sư phụ, nếu mọi người thức tỉnh, nó sẽ được cải thiện, giống như quý vị đã thức tỉnh vậy. Trong toàn cõi vũ trụ, ở những tinh cầu khác khắp mọi nơi, đợi tới khi anh thành minh sư, rồi anh làm hết mấy chuyện đó. Đó là sự tiến hóa, bởi vì tất cả đã được tạo ra rồi. Một là chúng ta phải tiêu hủy tất cả rồi làm lại từ đầu. Hai là để cho guồng máy đó tiếp tục phát triển và phải dạy dỗ cho mọi người ý thức. Đừng đi lối đó, hãy đi lối này, hiểu không? Chúng ta không loại bỏ Ma Dương được, đó mới là vấn đề. Nhưng tôi đã kết tội ông ta về những hành động ngỗ ngược của ông ta. Thật như vậy đó, nếu chúng ta không sinh ra ở nơi này, thì đâu có vấn đề gì, phải không? Nhưng vấn đề là chúng ta cũng có sự chọn lựa. Chúng ta có sự chọn lựa. Có điều khi sinh ra ở cõi này, chúng ta bị áp đảo bởi đủ thứ cám dỗ, cạm bẫy, không biết đường nào mà đi, không biết lựa chọn nào là tốt nhất. Nhất là không phải ai cũng được dạy bảo. Ý tôi là không có ai thường xuyên dạy cho mình, nhắc nhở mình rằng không nên đi lối này, mà nên đi lối kia. Bởi vì cõi sáng tạo cũng như sự tiến hóa, ông ta đã tạo ra rồi. Trước khi tôi và anh chào đời, đã có sẵn rất nhiều loại dạy này nọ. Do đó sự tiến hóa phải tiếp diễn cho tới khi có thông cáo mới. Có lẽ mình sẽ cho ông ta hành nghề ở một nơi khác, nhưng ông ta đi đâu bây giờ trong vũ trụ này? Ông ta sẽ ngứa ngáy tay chân và sẽ lại sáng tạo ở một nơi khác. Vấn đề là vậy. Quý vị tu hành phải có đạo đức, trí huệ và tình thương. Đó là lý do. Đôi lúc có những vị thầy hay có những người thích học thần thông. Họ học với bất kỳ vị thầy nào, khỏi cần ăn chay, khỏi cần thiền, không cần năm giới luật, không cần gì cả. Lối dạy này sẽ sản sinh một loại ma dương. Và nếu đời đời kiếp kiếp tu hành theo chiều hướng đó, thì mình sẽ thành ma dương. Ông ta cũng có đại lực lượng, gần như Phật, ngoại trừ không có lòng từ bi, không có lòng trắc ẩn. Đó là lý do quý vị phải giữ ngũ giới. Đó là lý do quý vị phải phát triển lòng từ bi. Không chỉ phát triển lực lượng, không chỉ bảo vệ mình bằng hồng danh hay bằng sự tu hành thôi, mà phải thấu hiểu nỗi khổ đau của người khác. Và lúc nào cũng phải nghĩ, mỗi lần gặp người nào hay điều gì đó, quý vị phải nghĩ cách làm sao giúp cho họ đỡ khổ hơn. Hiểu không? Mánh lới của ma rất đa dạng. Dấn, thưa sư phụ, ma dương, lực lượng phủ định, hoạt động ra sao? Có phải có một ma dương đứng đầu ra lệnh cho những ma cấp thấp làm chuyện xấu chống lại minh sư? Phải, phải. Giống như một đội quân có tướng và binh sĩ. Sư phụ, nói chung phải, ma dương. Dấn, có phải chúng sinh ma hoạt động độc lập và tùy theo nhân quả riêng của họ với con người trên thế giới? Sư phụ, cả hai, cả hai, cả hai cách. Một số ma làm nhiều hơn những gì nên làm, và rồi họ cũng bị trừng phạt bởi luật pháp của ma dương. Họ cũng có luật lệ. Một số làm nhiều hơn những gì họ nên làm, họ cũng ranh mãnh như con người. Một số gieo tai họa phá phách. Phải, cả hai. Nhưng nếu chúng ta tốt và sống hợp đạo đức, họ thậm chí không thể đến gần. Nhưng vì đôi lúc quý vị cố làm điều tốt cho người khác, hay nghĩ về điều xấu, hay có ai truyền sang quý vị một ít nghiệp của họ,
thì điều này có thể mở đường cho những ma chúng này đến gần. Nhưng quý vị có sự bảo vệ, dù sao đi nữa với câu quý vị hỏi, câu trả lời là cả hai. Nhưng dù minh sư có bị thiệt hại gì, đó chỉ là sự trao đổi, hầu giảm bớt khổ nghiệp cho đệ tử và hoặc con người trên thế giới. Bản thân Ma Dương không có ý làm hại minh sư, nhưng trong thế giới này, sự công bình của công lý, đây là các thế giới thấp. Công bình và công lý phải được duy trì. Đây là thế giới của sự thưởng và phạt. Họ không màng ai bị trừng phạt, miễn là sự trừng phạt được thực thi. Quý vị có thể chết thay cho một người khác, họ không cần biết ai chết. Đối với họ, đó là một sự hỗn độn tập thể. Nếu nghiệp được trả, nếu điều gì đó được làm để trả nợ, giống như nhà băng không cần biết ai trả nợ, miễn là nợ được trả. Nếu không, họ tịch thu tài sản nhà cửa quý vị và đuổi quý vị ra. Tương tự vậy. Vấn: trong thế giới này, khi có ai muốn làm điều gì lợi ích, Ma Dương luôn cố cản trở. Nhưng có ma chúng nào được đặc biệt giao phó sứ mệnh cản trở công việc của minh sư không? Điều đó thực hiện ra sao? Sư phụ: có nhiều, không chỉ một. Họ làm việc qua mọi thứ, mọi nơi, qua mọi người, qua thú vật, ngay cả qua côn trùng, qua người ta. Vấn: con thường tưởng tượng ma đi quanh rỉ tai người ta, khiến họ làm chuyện xấu. Nhưng có những cách vật chất mà cụ thể hơn mà ma lừa gạt và chi phối người ta không? Sư phụ: ý quý vị là như vậy đó hả? Sư phụ làm vẻ như ngài đang thì thầm vào tai ai. Vấn: dạ, đại khái vậy. Sư phụ: những mánh lới vật chất và cụ thể của ma rất nhiều và đa dạng, tùy vào người họ muốn dụ dỗ. Ví dụ họ cố đặt người ta trước sự cám dỗ, cố đẩy hai kẻ thù lại với nhau. Đó là một trong những ví dụ, không cần phải rỉ tai gì hết. Rồi chuyện này dẫn đến chuyện khác và ảnh hưởng dây chuyền. Rồi phản ứng dây chuyền sẽ bắt đầu và tiếp tục mãi. Cho dù phản ứng này tàn lụi, cũng sẽ có nhiều nữa ở chung quanh để bắt đầu sự hỗn độn mới. Tôi chỉ có thể nói tội nghiệp chúng sinh địa cầu. Họ thật bất lực trong dòng nhân quả này. Chỉ phải tu hành, chỉ phải cầu nguyện, chỉ phải thiền. Tìm một minh sư giúp quý vị đi lên một cảnh giới cao hơn. Bởi vì ở cảnh giới này, ôi chao, quý vị đau khổ. Đây là dương quốc của Ma Dương. Vấn: sư phụ gánh vô số nghiệp quả đệ tử và thế giới. Tuy vậy, ngoài việc có điểm kết nối hủy nghiệp, ngài còn có một tài khoản ngân hàng rất nhiều điểm công đức tâm linh. Vậy thì tại sao ngài vẫn phải chịu đựng đau khổ về thể chất và tinh thần? Sư phụ: bởi vì đó là cách sự việc được sắp xếp. Đó là giao ước trọn gói. Đó là giao ước. Nhìn xem, Chúa Giê-xu, đẳng cấp của ngài rất cao. Tiên tri Mohammed, Đức Phật, tất cả các ngài đều phải chịu đựng đau khổ, mặc dù các ngài không cần phải vậy. Vấn: ngài không thể xóa nghiệp theo cách của ngài sao? Sư phụ: à, như vậy thì quá dễ. Vậy thì mọi người có thể làm minh sư, sao lại phải bận tâm? Sao lại bận tâm xuống đây? Ngài có thể chỉ ban cho bất cứ ai rất nhiều công đức và ở trên thiên đàng, rồi chỉ cần ban rải tất cả công đức xuống, trả cho mọi thứ và mọi người lên thiên đàng. Không phải như vậy. Quý vị quên rồi sao? Đây là dương quốc của Ma Dương. Ông ta có luật lệ riêng và ý chí tự do của con người tạo ra rất nhiều rắc rối và rồi cộng nghiệp dướng vào nhau. Thí dụ như có một nhà tỷ phú, rồi ông ta có con cái, ông ta có con trai và con gái, nhưng bằng cách nào đó họ nhầm lẫn hay là gây rắc rối hay gì đó, tự mình bị dướng vào hành sự. Có lẽ giết chết người nào đó do nhầm lẫn hay gì sai rượu hay dùng ma túy gì đó. Và giết chết hay gây tổn thương cho người nào đó. Và người con trai đó phải đi tù. Tất cả bằng chứng hướng về anh ta. Có lẽ nhà tỷ phú có thể bảo lãnh anh ta ra ngoài một thời gian. Nhưng nếu tất cả chứng cớ đều cho thấy rất rõ ràng là người con trai có tội,
thì anh ta phải vào tù. Nhà tỷ phú không thể trả tiền để anh ta được ra ngoài, vì quốc pháp là như vậy. Người con trai của nhà tỷ phú ở trong tù phải làm những việc giống như mọi người khác, như tất cả tù nhân khác, phải giặt quần áo hoặc có lẽ quét nhà và làm tất cả việc vặt trong đó. Nhưng có lẽ anh ta thoải mái hơn vì cha anh ta có thể cung cấp một số tiền nhiều hơn và anh ta có khả năng được thêm nhiều thứ mà anh ta muốn trong tù, thêm thức ăn hoặc thêm nhiều thứ. Tuy nhiên anh ta vẫn là tù nhân, bởi vì anh ta đã làm điều gì đó mà luật pháp cấm làm. Ngoại trừ nếu người cha chịu tội thì người con sẽ được tự do. Nhưng rồi nhà tỷ phú phải đi tù, và mặc dù ông ta có rất nhiều tiền và thế lực cũng không mua được tự do cho mình. Thế giới này có rất nhiều luật lệ mà người ta cũng không biết. Ngay cả tại quốc gia của mình, quý vị không biết mọi luật lệ. Đôi khi người ta phạm luật mà thậm chí không biết rằng họ phạm những luật này hay gì đó. Thí dụ nếu không phải là nhà xây cất hay là kiến trúc sư, và quý vị không biết rằng quý vị không nên xây thêm căn nhà nữa trên khu đất của mình. Quý vị cứ việc xây lên vì quý vị có tiền. Quý vị có tiền để dành và nghĩ là quý vị có thể xây một căn nhà nữa. Nhưng rồi cảnh sát đến hay người láng giềng kiện quý vị không cố ý phạm tội, chỉ là không biết. Không phải ai cũng biết tất cả luật lệ trong nước, đừng nói chi tới luật lệ trong vũ trụ vật chất. Thật khủng khiếp, khủng khiếp. Nếu không có một vị minh sư giác ngộ và từ bi, không có linh hồn nào thoát được, chắc chắn là vậy. Tôi có thể cho biết bấy nhiêu, nhưng sự trốn thoát cần thời gian. Hiểu ý tôi không? Ma Dương là ai? Vấn: nếu Ma Dương đã kiếm đủ công đức để tạo ra vũ trụ vật chất, có phải điều đó có nghĩa là Ma Dương là chúng sinh tự do như giáo chủ cảnh giới thứ nhất? Sư phụ: không, không, họ khác. Ma Dương là đấng sáng tạo của tam giới thấp có thể bị hủy diệt, bao gồm địa cầu vật chất này, tam giới này. Có luật lệ của nhân quả, luật lệ thưởng phạt. Đây là ba thế giới không có tình thương chân thật. Đó là lý do các giáo chủ của thế giới thứ ba hay thế giới thứ hai hay thế giới Atula, khi công đức của họ cạn, họ cũng phải đầu thai trở lại nơi nào khác. Điều đó còn tùy. Tùy vào sự phán xét. Họ có thể đầu thai trở lại làm người như bất cứ ai khác, ví dụ vậy. Và vị thiên đế của thế giới Atula hay thế giới loài người cũng là do Ma Dương tạo ra để điều hành cho Ma Dương. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.